đây là những hình ảnh mà cô bác anh chị và các Phật tử bà con người ta đang cúng bái trước mà mộ ông Đình Tây nha cô bác anh chị. Đến từ đâu vậy cô? Thành phố ha, mình đi đoàn mình đông không cô? Một lần nữa con cũng cầu chúc đoàn thành phố của mình đi cúng nơi đây được mạnh khỏe bình an ha cô, và được thầy tổ gia hộ cho mình được mà những điều may mắn và tốt đẹp. Tới 6 đoạn hả chú? Chàng ơi, muốn ăn cái bánh xèo là phải qua tới 6 đoạn. 6 đoạn. Dạ, quá trời vất vả hả chú? Mà 2 giờ khuya thức rồi đó. Chàng ơi, 2 giờ khuya thức. Dạ. Dạ chào chị. Chị có thể chia sẻ cho em biết là như một lượt là một chục cái vậy là chị làm kịp không chị? Dạ phải lẹ mắt được chứ môi là nó khét ha. Đây là cô bác anh chị, em cháu liên máy cho cô bác được thấy nè. Những cái bánh xèo này thì đây là tới một chục bếp nha cô bác. Thì mấy chị đây thì phải quen tay mới làm được. Cái giò cô bị gì cô? Đây nó bị bệnh đó, rồi bị gãy giò luôn đó. Cái nói bệnh cái gì, chàm gì đó. Chuyện bệnh của cô có từ bao lâu rồi cô? 20 mấy năm rồi. 20 mấy năm ha, dạ. Cô bác anh chị, cô bác thấy nè. Ngứa rồi thôi ha, ngứa vô gãi đổ máu luôn. Mới mua cái mẹ cây 5 ngàn là nó bán 10 ngàn mà nó cho nó bán có 5 ngàn à. Dạ. Là mấy cô đến từ đoàn nào vậy cô? Trung An. Trung An ha. Dạ. Dạ. Mình đi đoàn mình đóng ông quơ cô. Dạ. Công đoạn này là mình làm về cái món gì vậy cô? Nấu bún ha. Bún riêu ha. Dạ. 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 Để phát những cái chai nước suối miễn phí nè cô bác anh chị. Trăm miễn phí luôn hả Huynh? Mèn ơi. Dạ chào Huynh, mình đến từ đoàn nào vậy Huynh? Tân An. Tân An ha, mình đi đoàn mình đông không? Đông anh. Dạ. Dạ, tính miền Tây lễ phép kính chào toàn thể cô bác anh chị gần xa, trong nước và ngoài nước kính mến. Dạ kính thưa cô bác, thì hiện tại tính đang có mặt tại đình Thái Sơn nha cô bác anh chị. Hôm nay là ngày thứ hai tính cập nhật nơi đây để xem tình hình của ngày lễ 12 tháng 8 của Đức Phật Thầy Tây An. Thì giờ này thì nè, em cháu lưu máy cho cô bác được thấy nè. Giờ này thì rất đông cô bác anh chị gần xa và các Phật tử về đây cúng bái rất là đông luôn. Em cháu đang đứng đối diện với cái nơi mà gửi xe nè cô bác anh chị. Vậy một lần nữa tính kính mời cô bác anh chị theo chân em để di chuyển về đình Thái Sơn và về nơi mà ông Đình Tây để ghi hình nha cô bác anh chị. Giờ này thì các nẻo đường và các mà tiến đường nơi đây cô bác anh chị là rất nhiều cô bác và đồng đạo đang mà tiến về nơi đình Thái Sơn nơi đây để dự cái đại lễ mà của Đức Phật Thầy Tây An, là kỷ niệm 167 năm mà Đức Phật Thầy Tây An viên tịch nha cô bác anh chị. Đây là đối diện cái nơi mà gửi xe nè. Hôm nay thì ngày lễ thì rất đông bà con cô bác đến đây. Bởi nơi mấy huynh đây là và mấy chú đây nè. Thì làm những cái nơi này để mà để cái bảng giữ xe nha cô bác anh chị. Còn phía bên đây là nơi mà gửi xe du lịch nè. Mới có hôm nay mà bây giờ là đường xá thì bây giờ là muốn chạy không được luôn cô bác anh chị ơi. Dạ kính thưa cô bác, thì ngày lễ của Đức Phật Thầy Tây An là ngày 12 tháng 8. Thì cứ vào thông lệ hàng năm đó cô bác anh chị. Thì tầm mùng 9, mùng 10, 11, 12 thì rất đông cô bác người ta về đây cúng bái nè. Các mà khâu chuẩn bị đã hoàn tất rồi cô bác anh chị. Còn bây giờ là đã chính thức vào vô cái ngày lễ của Đức Phật Thầy Tây An. Hôm nay thì mấy huynh mà dân quân nơi đây cô bác anh chị đã không có cho xe vào bên trong nữa. Tại vì hôm nay là chính thức vô cái ngày lễ rồi, nên xe cộ vào bên trong thì không thể mà bà con vô cúng bái được nha cô bác anh chị. Rất là đông luôn rồi. Hôm nay tính sẽ cập nhật tình hình tại mà đình Thái Sơn nơi đây và di chuyển đến cái nơi mà ông Đình Tây nha cô bác anh chị, và đến tới chùa Thái Sơn bên trên luôn để ghi hình và chia sẻ cho cô bác được thấy nè. Đây là toàn cảnh khuôn viên của đình Thái Sơn. Giờ thì tính sẽ di chuyển vào bên trong để ghi hình nơi cúng bái để cho cô bác anh chị được biết nè. Mới có giờ này cô bác anh chị.
tầm 8 giờ sáng nhưng mà giờ này rất là đông luôn. Bên trong nơi cúng bái nơi bên trong đây cô bác anh chị là chặt cứng luôn cô bác anh chị. Đây là toàn cảnh khuôn viên của bên trong mà nơi cúng bái nè cô bác anh chị. Hôm nay thì rất đông mà các Phật tử và tín đồ và các bà con cô bác lân cận các tỉnh nơi đây và gần xa đến đây cúng bái. Thì vào ngày mai là chắc đường xá chắc khó đi được cô bác anh chị. Tại hôm nay thì mới có ngày hôm nay thôi nhưng mà rất đông rồi. Đây là toàn cảnh bên trong khu chính điện em cháu lia máy cho cô bác được thấy nè. Còn phía ngoài đây thì các Phật tử và các bà con đang cúng bái. Đây là nơi những cô bác đang cắm những cái bình hoa, bình bông để dâng lên để cúng ngày lễ 12 tháng 8 nha cô bác anh chị. Đây là những cái chậu hoa và những cái bông hoa rất là đẹp luôn. Trực tiếp đó anh? Dạ không anh. Dạ con chào cô. Cô có thể chia sẻ cho con được biết là mình đến từ đâu vậy cô? Dạ cô cứ chia sẻ đi cô. Ở Hòa Lạc. Hòa Lạc hả? Dạ. Mình đi đoàn mình đông không cô? Đoàn chủ xe vàng đi cũng. Dạ. Chắc cỡ cái chục người à. Dạ mình đến đây mình cắm những cái bình hoa này hả cô? Dạ. Để mình dâng mình cúng ngày lễ ha. Dạ. Dạ. Rồi vậy con cũng chúc cô đi cái ngày lễ này được mạnh khỏe ha cô. Dạ. Dạ. Đây là những cái bình bông và những bông hoa nè cô bác anh chị. Là mấy cô đang chuẩn bị để cầm vào những cái bình để đem vô cúng để cái ngày lễ 12 tháng 8 của Đức Phật Thầy Tây An nè. Còn nơi đây nè cô bác anh chị, đây là những cái mâm củ quả mà bà con cô bác người ta đến đây để người ta cúng bái nè. Đây là em cháu ghi hình cho cô bác được thấy nè. Rất nhiều những mà nơi đây thì bà con cô bác ta đem những cái vật lễ để đây cúng bái nè cô bác anh chị. Đây là toàn cảnh cái nơi mà cô bác ta đi cúng bái nơi đây và dừng chân nơi đây để dùng những cái bữa cơm mà đậm tình ngày lễ nha cô bác anh chị. Đây là rất nhiều luôn nè. Mấy cô đang dùng bún chay. Thì hôm nay thì tính cũng thông báo cho cô bác anh chị gần xa được biết. Thì nếu có cơ hội thì mình về đây mình cúng bái để hiểu rõ hơn ngày lễ 12 tháng 8 của Đức Phật Thầy Tây An. Thì hôm nay là chính thức vào ngày lễ nha cô bác anh chị. Thì cứ vào hàng năm thì ngày mùng 9, mùng 10, 11, 12 thì đã bước vào đại lễ rồi cô bác. Nhưng mà đông nhất là ngày mùng 10 và 11 trở lên. Dạ cô nhà gần đây không cô? Dạ, chợ mới. Chợ mới mình qua đây mình làm công quả ha. Dạ. Dạ. Mình là làm bên cái khâu mà chạy bàn hả cô? Dạ. Dạ. Chạy bàn cho mấy đàn em đãi khách cho ăn. Dạ. Đầy đủ. Dạ con chào mấy cô. Dạ mấy cô có thể chia sẻ cho con được biết là mình đến từ đâu vậy cô? Đồng Tháp. Đồng Tháp ha. Mình đi đoàn mình đông không cô? Mười mấy người ha. Là mình đi đến đây mình cúng nơi đây rồi qua lễ mình mới về hay là bữa nay? Dạ đi chạy ruộng nữa ha. Dạ thì con cũng cầu chúc cho đoàn mình đi cúng được mạnh khỏe ha cô. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa cô bác thì giờ tính sẽ di chuyển lên cái nơi mà ông Đình Tây và đi lên nơi chùa Thế Sơn nghe cô bác anh chị để ghi hình và cập nhật những nơi đây để gửi đến cho cô bác được thấy. Thì em cháu cũng có thấy cái bảng để là mì miếng không đồng nha cô bác anh chị. Thì cô bác đến ngày lễ nơi đây thì nơi nào cũng có để những cái phần cơm và phần bún mà miễn phí hoàn toàn nha cô bác anh chị. Giờ này là rất đông rồi cô bác ơi. Hai bên đường mà dẫn lên cái mà chùa Thái Sơn cô bác anh chị và nơi mà ông Đình Tây thì rất đông bà con cô bác người ta bán hai bên đường nè, rất là nhiều những gian hàng luôn. Đây là toàn cảnh phía trước mộ ông Đình Tây nè cô bác anh chị.
giờ tính sẽ di chuyển vô nơi mà bà con cô bác ta đang đãi những cái ly nước và đãi ăn nơi đây nè. Đây là những mà nơi mà cô bác người ta đang phát cà phê nè. Còn bên đây cô bác chị, bên đây là trà đường. Và bên đó thì đá chanh nha cô bác. Dạ em chào Huynh. Huynh có thể cho em biết là mình đến từ đoàn nào vậy Huynh? Xã Mỹ Phú ha, Châu Phú ha. Dạ vậy là ở chỗ em rồi, em cũng ở Châu Phú nè. Mình đi đoàn mình đông không Huynh? Đông anh. Dạ. Là khu vực đại nước này là cái đoàn của mình ha. Dạ. Rồi vậy em cũng chúc đoàn mình đi làm công quả ở đây được mạnh khỏe ha Huynh. Dạ. Giờ tính sẽ di chuyển vào bên trong nơi mấy cô đang đãi nước và đãi xôi nè. Dạ con chào mấy cô. Dạ mấy cô có thể chia sẻ cho con được biết là mình đến từ đoàn nào vậy cô? Dạ, mình đến từ đoàn nào vậy cô? Dạ. Là mấy cô đến từ đoàn nào vậy cô? Cô ở đoàn Trung An. Trung An ha. Dạ. Dạ. Mình đi đoàn mình đóng không qua cô? Dạ. Dạ chào mấy cô. Dạ mấy cô cho con biết là mình đến từ đâu vậy cô? Thành phố ha, mình đi đoàn mình đông không cô? Dạ, mình đi dự kiến mình cúng đây rồi mình đi nơi đâu nữa cô? Mình đi ra chùa là núi Thi Tôn. Dạ. Rồi đi ra chỗ dưới ruộng á. Chạy ruộng ha. Dạ, chạy ruộng. Dạ là cứ vào hàng năm thì năm nào mấy cô cũng đi hả? Dạ, quá quý luôn cô ơi. Dạ. Dạ. Có những cô chia sẻ cho con biết nhiều khi muốn đi đại lễ nơi đây nè, nhưng mà vì kinh tế với vì cuộc sống hàng ngày nên đi không có được. Dạ. Dạ. Con cũng hiểu được cái những cái điều đó. Dạ. Dạ đúng rồi. Tại vì mình về cái đại lễ của Đức Thầy nơi đây. Thì mình nói chung ra là mình một là mình đi cúng bái, hai là mình làm công quả đó cô. Nó cũng có những cái việc mà ý nghĩa đến cho mình. Dạ. Dạ, vậy con dạ. Dạ, kênh của em Tính Miền Tây á Huynh. Dạ. Một lần nữa con cũng cầu chúc đoàn thành phố của mình đi cúng nơi đây được mạnh khỏe bình an ha cô. Và được thầy tổ gia hộ cho mình được mà những điều may mắn và tốt đẹp. Dạ. Dạ cũng cầu nguyện cho Đức Thầy. Dạ. Nói chung là dân chúng cả thế giới này không riêng gì ai hết cô. Và dạ, nhà nhà được no ấm. Cầu cho thế giới mình bình yên. Dạ. Được bay quà. Dạ. Ấm quà đến Việt Nam mình. Dạ. Cho dân chúng mình bình yên. Dạ. Rồi con cũng cảm ơn cô rất nhiều hả cô. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Ơi phát những cái chai nước suối miễn phí nè cô bác anh chị. Xăm miễn phí luôn hả Huynh? Mèn ơi. Vừa có mà nước suối vừa có sâm luôn. Dạ chào Huynh, mình đến từ đoàn nào vậy Huynh? Em ở Tân An. Tân An ha, mình đi đoàn mình đông không? Đông anh. Dạ mình đến nơi đây là vào bữa mấy vậy Huynh? Em mới đến hôm qua. À mới tới hôm qua ha. Dạ. Là mình đãi nơi đây cho bà con là qua lễ mình mới về hả Huynh? Đó, em chiều em về rồi. Dạ. Dạ. Là hết rồi về rồi. Dạ, rồi là mời mình lại nữa. Không ca cái chào khi cô vô. Dạ dạ, tới dạ tới phái đoàn khác ha. Dạ. Rồi vậy em cũng cầu chúc đoàn mình được mạnh khỏe ha Huynh. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Dạ kính thưa cô bác, đây là phía sau nơi mà đãi bánh xèo nè cô bác anh chị. Thì cô bác có đến đây cúng bái thì mình đi thẳng ra về phía sau nơi đây. Thì mấy cô đang đãi những cái mà cái bánh xèo rất là ngon luôn cô bác. Đây là những cái gỗ gao nè, chuẩn bị cho bánh xèo nè. Em cháu liêm máy cho cô bác được thấy nè. Thôi ăn đi. Mấy cô. Dạ quá ngon hả cô? Dạ cô có thể cho con biết là mình đến từ nơi đâu vậy cô? Đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ thành phố Hồ Chí Minh ha. Dạ. Dạ. Đúng rồi bánh xèo nơi đây ngon lắm cô ơi. Dạ dạ dạ. Cho chai đi. Nãy giờ cô mấy cô ăn được mấy cái rồi? Mới ăn con cái. Cái hả? Dạ ráng ăn thêm cái nữa đi cô. Dạ ngon mình dùng nhiều nhiều đi ha. Dạ. Mấy cô nơi đây thì rất là vui vẻ nha cô bác anh chị. Dạ vậy con cũng cầu chúc đoàn thành phố mình được đi lễ được mạnh khỏe hả cô. Dạ là dạ mình gặp những điều may mắn và tổ thầy gia hộ cho mình và cả thế giới này được bình an hả cô. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ bánh xèo hả chú?
À, cái màu màu này là cái bột cái gì chú? Màu nghệ. Màu nghệ ha. Là mình xay chung rồi nó thành cái bột màu vàng luôn hả chú? Mẹ ơi, đây là cái công đoạn làm bánh xèo nè cô bác anh chị. Xay bột. Dạ, xay bột. Rất là nhiều công đoạn nha cô bác anh chị. Muốn ra được cái bánh xèo thơm ngon thì qua cái nhiều giai đoạn nè. Dạ, còn cái này là cái gì chú? À, bột mình đánh rồi ha. Mình pha những cái nguyên liệu trong đây ha. Cô bác anh chị thấy nè, đây là những cái bột đã pha rồi là chuẩn bị cho những cái khuôn bánh xèo rất là ngon luôn. Tới đó là tới đoạn thứ 6 rồi đó. Tới 6 đoạn hả chú? 6 đoạn rồi đó. Chàng ơi, muốn ăn cái bánh xèo là phải qua tới 6 đoạn. 6 đoạn. Dạ, quá trời vất vả hả chú? À, 2 giờ khuya thức rồi đó. Chàng ơi, 2 giờ khuya thức. Dạ. Hỏi là mình đến từ đoàn nào hả chú? Cái đoàn của Tấm Thi ở Phú Vĩnh. Dạ, Phú Vĩnh hả chú? Vĩnh. Dạ, đoàn của mình là chỉ là bánh xèo thôi, là đãi toàn bộ trong đây. Ai vô làm đãi đó. Dạ. Yeah. À, mình miễn phí không à? Dạ. Yeah. À, mình không có ai có làm hảo tâm á thì cho 50 ngàn. Đúng rồi. Chứ không có để mình thiếu gì nha. Để mình có kinh phí để mình làm tiếp tục cái công việc sau hả chú? Dạ. Dạ. Để Nguyễn rồi. Dạ, tới lễ ông Nguyễn nó rồi, cũng gần tới rồi. Thì cái đoạn Tấm Thi đó. Dạ. Dạ. Cái bảo hiểm đó. Dạ, cứ hàng năm vào lễ nào là mấy chú cũng có đây hết trơn ha. Cái lễ á là tứ xứ. Dạ. Sáu tỉnh miền Tây có mặt hết. Mẹ ơi. Yêu cầu có lễ là có mấy chú. À, có lễ là có. Dạ. Mùa bà năm là Long An. Dạ. Đầy đủ trơn, không thiếu chỗ nào hết. Dạ. Mấy chú rất là có phước nha cô bác anh chị. Nào là những cái lễ rất là lớn ở 6 tỉnh miền Tây thì lễ nào cũng có mấy chú nơi đây. Dạ, vậy con cầu chúc cho đoàn mình được mạnh khỏe ha chú. Và mình làm các việc từ thiện để giúp cho bà con và giúp cho đời ha chú. Từ thiện ở đâu đi. Dạ. Rồi tính sẽ di chuyển qua cái nơi mà mấy chị đang đổ những cái bánh xèo nè. Thì tính thấy là cái chị nơi đây là đãi đổ những cái khuôn bánh xèo nè cô bác anh chị. Để tính đếm là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cái của bác anh chị. Là một chị như vậy là làm tới mà 7-9 cái bếp như vậy nè. Dạ chào chú. Là mình bưng những cái bánh xèo này ra để bà con hả chú? Dạ dạ, đãi bà dạ. Con. Là mình đi chung cái đoàn ở đây luôn ha. Dạ dạ. Đây thấy mấy chị đổ những cái khuôn bánh xèo này rất là vất vả nha cô bác anh chị. Tại vì đây là tới 10 cái bếp nè. Là phải mà đổ vô liên tục. Quà tay phải lẹ nha cô bác chị, chứ không thôi là những cái bánh này nó sẽ khét. Nói em cháu ghi hình cho cô bác được thấy nè. Dạ chào chị. Chị có thể chia sẻ cho em biết là như một lượt là một chục cái vậy là chị làm kịp không chị? Kịp ha. Phải quen tay mới được hả chị? Dạ. Quen tay dạ, phải lẹ mắt được chứ không thôi là nó khét ha. Đây là cô bác anh chị, em cháu liên máy cho cô bác được thấy nè. Những cái bánh xèo này thì đây là tới một chục bếp nha cô bác. Thì mấy chị đây thì phải quen tay mới làm được. Dạ, chị cho em hỏi là mình đến từ đoàn nào chị? Dạ. Dạ, cứ vào thông lệ hàng năm lễ nào là mấy chị cũng có đây ha. Dạ. Dạ, đúng rồi, tới lễ của ông Nguyễn rồi. Dạ. Rồi vậy em cũng cầu chúc. Có lễ nào thì cũng gặp được, mình cũng có đoạn. Dạ. Vậy em cũng cầu chúc cho đoàn mình được mạnh khỏe hả chị? Và để có sức khỏe để mình làm những việc mà từ thiện ở đây để giúp cho bà con. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì tính có thấy mấy cô đang chuẩn bị những cái công đoạn là nhân nè. Dạ, con chào mấy cô. Dạ mấy cô ơi, cho con hỏi là những cái công đoạn này là để chuẩn bị cho những cái bánh xèo hả cô? Dạ. Mẹ ơi, mấy cô chuẩn bị rất là nhiều cô bán chị. Chị này chuẩn bị răng để vô cái xèo. Dạ. Dạ cô cho con hỏi là đoàn của mình đến từ đâu vậy cô? Phú Vĩnh. Phú Vĩnh luôn ha. Đoàn Phú Vĩnh. Dạ. Đây là những cái thau mà nơi đây thì là để chuẩn bị cho những cái món bánh xèo nè cô bán chị. Thì mấy cô đang chiên những cái tàu hũ nè. Còn cảnh phía sau mà nơi mà cái mộ của ông Đình Tây nha cô bác anh chị, thì nơi đây thì các cô bác người ta đang chuẩn bị những cái công đoạn như là rau củ quả nè,
Em có thấy mấy cô đang gọt những cái rau củ quả rất là dạ, khéo tay luôn. Nói cái gì nữa mới lên được mình coi. Dạ cô bấm vô tính miền Tây là có à cô? Tính miền Tây hả? Ờ, dạ. Tính miền Tây này cũng nhiều lắm rồi đó nghe. Dạ. Dạ mấy cô cho hỏi là như cái công đoạn này là mình làm về cái món gì hả cô? Cái này mình nấu bún. Nấu bún ha. Bún riêu ha. Dạ. Bún riêu mà bún tương. Dạ. Còn phía bên kia thì bánh xèo. Dạ. Đây thì là bí hầm dừa. Mèn ơi. Cái đó là gì vậy? Bí nấu canh hả cô? Bí đường. Dạ, rất là nhiều món nha cô bác anh chị. Em đường đi cũng sữa mũi mắng đó. Suy nghĩ sao không trả lời. Dạ cô ơi, cô cho con biết là mình đến từ đâu hả cô? An Giang, mình ở ngoài Mỹ Phú nè. Mỹ Phú ha. Mỹ Phú không à? Dạ, là nguyên cái đồ mình đây là ở Mỹ Phú ha. Cái này đội của anh Úc Dũng Lan Tím á. Dạ. Úc Dũng là quán Lan Tím. Lan Tím. Dạ. Rồi con cầu chúc đoàn mình được mà mạnh khỏe hả cô? Rồi, và em gặp nhiều may mắn nha, cho nhiều like nha. Dạ. Nãy giờ tính đã ghi hình toàn cảnh bên trong mà nơi mấy cô đang đãi bún và đãi bánh xèo nha cô bác anh chị. Giờ thì tính sẽ di chuyển qua nơi mộ ông Định Tây nè. Mèn đét ơi, giờ này là quá trần đông mà cô bác anh chị. Hết hồn luôn rồi. Em mà quá đông rồi ơi, đi đi nào. Dạ. Dạ hai bà cháu đi hả cô? Dạ đi mấy chị em lận. Dạ. Dạ cảm ơn. Tối nay còn đông nữa chú Quỳnh ơi. Dạ. Tối nay còn đông nữa. Dạ. Tối nay chú quay từ dưới lên trên. Mẹ ơi. Núi rồi, dạ là hàng năm là chú hay bán vé số đây hả chú? Không có, năm nay chú mới về. Dạ mới về nhưng mà thấy quá đông ha. Thấy cũng vui. Dạ. Sáng giờ chú bán đỡ không? Bán 80 vé. Dạ 80 vé hả chú? Đây là toàn cảnh bên trong mộ của ông Định Tây nè. Đây thì tính có thấy mấy cô và mấy chú đang cúng nè. Đây là trước mộ ông Định Tây cô bác anh chị. Mới có hôm nay mà rất đông cô bác ta về đây cúng bái. Thì cũng một hai ngày nữa thôi thì những nơi mà nơi đây thì bà con người ta về rất là đông nha cô bác anh chị. Tính có thấy mà cô bán vé số cô bác anh chị là cái giò rất là kỳ lạ luôn. Mẹ ơi cái giò cô bị gì cô? Đây bị bệnh đó rồi bị gãy giò luôn đó. Mà cái bệnh này bệnh gì cô có thể chia sẻ không? Bác sĩ ra đi bác sĩ nói bệnh cái gì chàm gì đó, tiền hết bạc rồi nè. Dạ. Nên đi gan như là cái da của cái cây á cô. Ừ đúng rồi đó. Gan luôn. Nó ngứa gãy rồi đổ máu luôn à. Gọi là chèn ơi. Ừ. Mô Phật ạ. À. Mô gì Phật đó. Đi làm mà từ thiện là hai mấy năm rồi đó. Dạ. Rồi mới bị té tháng 11 ngay ngày gầm luôn người ta chở về á. Dạ. Rồi nằm tại chỗ không có tiền bạc giết hết là cái bạc căn bệnh của cô có từ bao lâu rồi cô? Hai mươi mấy năm rồi. Hai mấy năm ha. Dạ. Cô bác anh chị cô bác thấy nè. Ừ. Là từ mặt của cô. Là hình như là mặt với giò thôi hả cô? Giò mặt giò mình luôn. Rồi mình mẩy luôn nè cô bác anh chị ơi. Bản khẩu trang đi cô. Dạ. Thấy hoàn cảnh của cô rất là khó khăn nha cô bác anh chị. Ở có mình nên nè, ông xã cô, mắc rồi không có cô con thì không có bán gì bán những cái tờ giấy số này nè. Dạ cô cho con hỏi là hàng ngày cô bán được bao nhiêu tờ giấy số đi cô? 50, 30, 20. Dạ. Không có nhiều. Có vốn đâu bán nhiều. Dạ. Rồi bệnh hoạn rồi đi mặn không được rồi đi bán giấy số rồi chị em thương người cho. Người cho 1.000, 2.000, 5.000, 3.000 gì đó. Cho tiền rồi cô bác. Dạ, năm mô di bạc vậy. Người thấy cho 5.000, 2.000, 3.000 gì đó. Rất là khổ luôn cô bác ơi. Nó mà cái chứng bệnh là chứng bệnh này là không phải nói chứ là hồi đó giờ tính mới thấy luôn cô bác. Dạ. Thì đâu ai có giống mình đâu. Nó nổi lên y gan như là cái dãy của cái con cốc mà giống như cái cây mà cây còng á. Ờ đúng rồi. Cái cây còng mà cái dãy nó mà kẻ nó không ngứa thôi ha. Ngứa vô gãi đổ máu luôn. Mới mua cái cây 5.000 là mà nó bán 10.000 mà nó cho nó bán có 5.000 à. Dạ. Dạ nó mô A Di Đà Phật. Đi ngang đây người ta mà có tiền cho cô bác. Dạ mô A Di Đà Phật. Dạ cô là hàng năm là cô hay đến đây cũng cô đi gì? Đi mặn công quả không à mà cô. Dạ. Bị năm rồi là gãy giò rồi không có mặn được. Dạ. Rồi đi bán từ tờ giấy số mua thuốc uống rồi chị. Dạ. Em thương tình chị em cho 5-10 ngàn vậy. Dạ. Đó mà bảo vệ nó còn bắt nó đuổi nữa. Dạ. À, còn có giấy số thì nó không có đuổi. Dạ. Nó mô gì là phạt. À. Đây là cô bác anh chị rất đông cô bác người ta. Dạ. Nán lại để tặng cho cô những cái mà tiền cho cô bác anh chị. Dạ, mượn cho 5-3 ngàn rất là khó khăn luôn mà mang. Dạ. Cái chứng bệnh rất là quái ác luôn cô bác anh chị. Dạ. Đó giờ mình không có ai thấy ai mà giống như mình vậy đó. Dạ. Bệnh này bệnh kia thôi chứ không có giống mình vậy đó. Dạ.
Dạ cô, con hỏi là nhà của cô ở đâu? À, ở trong trạm xá ở xã Vĩnh Châu. Xã Vĩnh Châu ha. Thành phố Châu Đốc, xã Vĩnh Châu. Dạ. Ở tổ tổ 8. Dạ. Nè. Ở có mình anh sao sao đồng á con ơi. Dạ. À, từ thiện thấy vậy cắt cho cả nhà. Dạ. Rồi giờ dưới ông xã cũng đi làm vậy đó. Dạ. Rồi ổng cũng bắt được lễ dỗ rồi. Hai chồng muốn làm gì hết trơn, ngày thường bán giấy số. Dạ. Còn lễ lộc rồi đi làm tiếp phụ vậy đó. Dạ. Bưng bàn, bưng ghế, làm này làm cái kia vậy đó. Rồi sống qua ngày dạ, vậy cô, đó. Cô có con cái gì không cô? Không có, có hai vợ chồng mà chồng chết rồi, giờ ở mình lên vậy đó con, lui ra con. Ừ. Dạ. Rồi chị em thương tình thì mua một tấm giấy số à, không thơ không mua thì cho ngự ngàn, hai ngàn vậy đó. Dạ. Là gì uống nữa. Nữa một tháng là 540. Nửa tháng là 540 tiền thuốc, nửa tháng là 540 tiền thuốc á. Dạ. Ở thì tôi đi kiếm từ đồng thì cắt lặng uống thuốc, còn cho nó mau hết cái giò. Lặng đi làm lợi đó. Dạ. Chứ mình cô, con thấy hình như cái giò cô là vừa bị có tặc mà thêm bị gãy giò nữa cô. Gãy giò hồi tháng 11 năm rồi là dạ. Ngay ngày gầm. Ba dạ. Chở mình đi đó. Mình đi về á. Rồi sao cô? Rồi tụ nghiệp. Ở bên đi đó đi đường Tâm Long. Rồi tụi nghiệp mà chậm sớm ta khiêng vô. Rồi yeah. Ta kêu xe cấp cứu chở lại nhà thương giùm. Hả? Rồi hỏi rồi người ta hỏi có bảo hiểm không? Người nói có, mua bảo hiểm 805 ngàn. Dạ. Rồi người ta nói có bảo hiểm đưa bà về Châu Đốc đi. Rồi nhà bà ở đâu? Nó ở Kinh Đào. Rồi chuyển về Châu Đốc cho thân nhân hay. Dạ. Rồi ta cũng em bút và cháu rồi cũng nghèo khổ rồi mà ăn không à. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Khê ngọn đuốc từ bi chi tiền, tìm con lành nhắc lại Phật đường. Tướng dân hiền giáo đạo năm phương, đặng chỉ ngõ làm lành lánh dừ. Sách tánh đạo quy trong tâm tử, người mở sanh tánh thiện trời dành. Bởi lớn lên tập nhiệm lại danh, nên tật xấu che mờ thiện tinh. Thiếu giáo dục, thiếu thêm đức hạnh, ta quyết lòng nhất là y tánh xưa. Mấy chú cầu chúc nén lại để tặng dạ, cho cầu chúc cho mấy cậu được nhiều dạ, sức mình khỏe. Mình đến từ đâu vậy chú? Nam mô A Di Đà Phật. Chào mới ha, mình đi cúng đông không chú? Mình đi có một mình một. Một mình một ha. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Là năm nào cứ vào ngày lễ là chú cũng đi ha chú. Mới đi năm nay. Dạ. Cậu này mới phát tâm năm nay. Dạ. 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 Dạ đi chuyến này về cậu mạnh khỏe luôn rồi. Dạ. Dạ, Nam đây mô thì A Di Đà Phật. Tính đang ghi hình cái bà cô đang bán vé số đây thì chú cũng có nán lại để tặng cho cô ít tiền nè. Chị con cầu chúc chú đi cúng được mạnh khỏe ha chú. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Dạ. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn chú rất nhiều. Cô ơi thì dạ. Nãy giờ con cũng thấy hoàn cảnh của cô rất là khó khăn. Dạ. Và cô cũng bị gãy giò mà mang cái chứng bệnh rất là quái ác nha cô bác dạ, chị. Nam mô thì con dạ, cũng của ít lòng nhiều thì con cũng có gửi tặng cho cô một dạ, ít cho cô. Nam mô và dạ. Cũng cảm ơn cháu nhiều dạ. Lắm. À, chị, mình đến từ đâu vậy chị? Số 10 ha, mình đi cúng đông không chị? Dạ, mình đi đồn mình đông không? Dạ, đi hai mẹ con ha. Dạ, mợ ha. Dạ. Dạ. Dạ, dạ. Mai mốt cô coi là có hình của cô trên YouTube của con đó. Dạ. Tên gì? Dạ tính miền Tây á cô. Hả? Dạ tính miền Tây. Tính miền Tây hả? Dạ. Dạ. Đây là những hình ảnh mà cô bác anh chị và các Phật tử bà con người ta đang cúng bái trước mà mộ ông Đình Tây cô bác anh chị. Chúng ta đến đây là
Đây thì mấy huynh đang cúng trước những cái báu vật của ông Đình Tây để lại nè. Là hình ảnh của ông Năm Trèo ngon của bác anh chị. Thì Đức Phật Thầy có để lại là con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thú nước mà người hung. Thì cái hình ảnh đây là thể hiện lại là ông Năm Trèo ngon của bác anh chị. Thì sau này mà đến ngày Long Hoa Đại Hội rồi thì Đức Phật Đức Thầy sẽ kêu ông Năm Trèo, và khi đó là ông nổi dậy, ông sẽ nuốt những cái người hung nha cô bác. Đây là những cái di tích lịch sử còn ghi hình lại cho cô bác được thấy nè. Chào cô, mình đến từ đoàn nào vậy cô? Nhà Thoại Sơn ha. Mình đi đông không cô? Nhà 7 chỗ ha. Mình đi cúng ở đây còn đi nơi nào nữa không cô? 3 điểm. Với mà chùa Phước Điện Tự nữa ha. Dạ. Rồi vậy con cầu chúc đoàn mình đi cúng ngày lễ này được mạnh khỏe ha cô. Và dạ kính thưa cô bác, thì nãy giờ tính cũng đã ghi hình toàn cảnh nơi mà đình Thế Sơn nơi đây, và tại mộ ông Đình Tây, và cũng ghi hình và chia sẻ video này để gửi đến cho cô bác gần xa được biết cái ngày lễ 12 tháng 8 của Đức Phật Thầy Tây An. Thì nãy giờ video của tính thì đến đây thì cũng hơi dài cô bác anh chị. Có lẽ tính sẽ tạm kết thúc video tại đây. Trước khi kết thúc video thì tính không quên gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cô bác anh chị gần xa, trong nước và ngoài nước kính mến. Và nếu có xem được video của em thì nhớ ủng hộ em bằng cách nhấn like và đăng ký, thì em cũng thành thật cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.